Hello, welcome back to English Through the Bible. Today is Sunday the 14th of January. We are going to listen to the book of Samuel again and we're going to be learning some really good words and phrases. Mời các bạn quay lại với giờ học tiếng Anh cho hôm nay là ngày 14 tháng 1, Chủ nhật. Chúng ta sẽ cùng nghe bài trích sách tiên tri Samuel và mình sẽ cùng học những cụm từ sau đây. Đầu tiên ta có cụm từ là to be familiar with. Ta dùng với nghĩa là quen thuộc với ai đó. Ví dụ như là I'm familiar with this situation. Tôi rất quen thuộc với tình huống này. Tôi không lạ gì nó cả. I know it. I have done it before. Right? He is familiar with this street. Anh ấy rất quen thuộc với con đường này. To review, hello cho người ta biết điều gì đó, thể hiện ra bên ngoài, mặc khải cho. The youth mang nghĩa là người trẻ tuổi. Và trong bài đọc hôm nay thì the youth sẽ dùng để chỉ riêng một người. Lát nữa chúng ta sẽ thấy ý nghĩa này. The presence là sự hiện diện, sự hiện hữu của ai đó. When someone is present somewhere. To permit, cho phép. Ví dụ như là cho phép đi ra ngoài chơi, cho phép làm việc ở đây, ta gọi là permit. Without effect, không có tác dụng. Bản dịch thì dịch là để rơi mất. Lát nữa chúng ta sẽ cùng xem bản dịch. Now let's pronounce. Be familiar with. To reveal. The youth. Presence. To permit. Without effect. A reading from the book of Samuel. At that time, Samuel was not familiar with the Lord, because the Lord had not revealed anything to him as yet. The Lord called Samuel again for the third time. Getting up and going to Eli, he said, "Here I am, you called me." Then Eli understood that the Lord was calling the youth. So he said to Samuel, "Go to sleep, and if you are called, reply, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" When Samuel went to sleep in his place, the Lord came and revealed his presence, calling out as before, "Samuel, Samuel." Samuel answered, "Speak, for your servant is listening." Samuel grew up, and the Lord was with him, not permitting any word of his to be without effect. Chúng ta cùng nhìn lại ý nghĩa của đoạn tin mừng của... Chúng ta cùng nhìn lại ý nghĩa của đoạn trích hôm nay. At that time, Samuel was not familiar with the Lord. Tại thời điểm đó, Samuel chưa quen thuộc với Chúa, tức là chưa biết đến Chúa. And the Lord had not revealed anything. Và Chúa chưa tỏ điều gì ra cho Samuel cả. Và khi đó thì Eli biết rằng Chúa đang gọi Samuel, tức là he was calling the youth, đang gọi người trẻ tuổi, tức là gọi Samuel. Câu tiếp theo đó, Samuel went to sleep. The Lord came and revealed his presence. Chúa đến và tỏ mình ra cho Samuel. And Samuel grew up. The Lord was with him, not permitting. Và Chúa không cho phép bất kỳ lời nào mà Chúa phán với Samuel bị rơi mất. Well, today everyone, we learned many good phrases from the book of Samuel. Thank you very much, and may the Lord be with you.